Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn khán giả đã đến với kênh Thu Nữ Cà Mau. Hôm nay thì Linh đang lên thành phố, bà cô chú các bạn vừa tới thì trời mưa quá trời luôn. Thì bữa nay là ở dưới quê chú Ba Hoàng có gửi cho Linh một cuốn sổ tiết kiệm với cái giấy mà ủy quyền lần trước Linh có đưa bé mẹ Mã Thị Thiều đi khám bệnh rồi xong rồi làm cho bé được cuốn sổ tiết kiệm do bà cô chú các bạn mình ủng hộ quyên góp. Thì quyên góp cũng giúp được bé mấy chục triệu để cho bé mổ tim. Nhưng mà hôm nay thì Linh cũng xin báo với ông bà cô chú một cái tin buồn là bé vừa bị qua đời do cái bệnh lao phổi của bé nặng quá chịu không hết. Thì những tháng trước thì bé cũng có lên tái khám bệnh tim đều đặn, nhưng mà do là bị lao phổi nên là khi mà Linh kêu gọi ông bà cô chú giúp đỡ bé để mổ tim thì do cái bệnh phổi của bé nặng quá nên là bác sĩ không có mổ tim cho bé được, rồi kêu về quê điều trị bệnh phổi. Thì trong cái quá trình điều trị thì bé mới vừa mất ngày hôm qua rồi. Thì Linh cũng được chú Ba Hoàng, chú Minh Tiến cho hay. Thì hôm nay là Linh đi lên ngân hàng TB Bank này để rút cuốn sổ tiết kiệm cho bé để gửi về dưới để lo liệu chi phí đám tang với làm mã rồi cho bé ông bà cô chú các bạn ơi. Thì tại vì lần trước Linh cũng có ủy quyền cho Linh để rút sổ tiết kiệm tại vì nếu mà làm ở dưới quê thì Linh sợ là bé giữ không được rồi mất rồi không có cái tiền mà mổ tim nên là Linh mới làm ở trên đây thì cũng gần viện tim để khi nào mà bé đi mổ tim thì mình qua mình rút cái cuốn sổ tiết kiệm đi mổ. Nhưng mà thì ông bà cô chú cũng biết rồi, bé bệnh phổi nặng quá nên là không có đi mổ được. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn mình đi vô rút ha. Ngân hàng mà Linh sẽ rút tiền là ngân hàng TB Bank thành phố Hồ Chí Minh. Thì Linh mới đi lãnh tiền cho bé Thiều về. Thì tổng số tiền mà hồi đợt Linh gửi là 65 triệu. Rồi gửi từ cái ngày là ngày 8 tháng 6 năm 2022. Thì cái đợt đó là Linh dẫn bé Thiều đi lên thành phố để chuẩn bị mổ. Nhưng mà khi mà mình đi vô khám cái bác sĩ nói là em bị lao phổi nên là kêu về trị bệnh lao phổi nên là không có khám. Thì Linh thấy cái số tiền lớn quá, mà cái số tiền đó thì Linh cũng không có giữ giùm bé được. Nên là Linh mới nghĩ ra cái cách là mình mở cho bé một cuốn sổ tiết kiệm. Mà nếu như mở ở dưới quê thì sợ nhiều khi bé lấy ra bé xài nên là Linh mở ở trên thành phố này luôn. Là để ví dụ như mà khi mà bé đi mổ tim thì mình ghé qua chỗ ngân hàng này mình rút rồi mình đi mổ luôn. Nhưng mà trong cái thời gian mà điều trị phổi thì bây giờ bé đã mất rồi. Nên là người nhà cũng có thông báo cho Linh nhờ Linh rút cái số tiền này ra. Thì khi mà Linh nghe bé bị mất thì Linh có ứng trước là 10 triệu đồng để cho ở nhà lo đám tang. Thì tại vì nhà bé cũng rất là nghèo nên là Linh nghĩ là khi mà bé mất như vậy thì không có cái gì để tổ chức đám tang. Nên là khi mà chưa rút được tiền thì Linh có ứng trước cho bé, mượn trước là 10 triệu để người nhà tổ chức đám tang. Thì họ qua Linh gửi qua số tài khoản của chú Ba Hoàng. Thì sau khi mà chú nhận được tiền rồi thì chú cũng đem mấy cái thủ tục này nè để gửi lên cho Linh để hôm nay Linh đi rút tiền cho bé. Thì tại vì hồi trước là Linh cũng sợ là nhiều khi là bé không rút được thì cũng có làm một cái giấy ủy quyền cho Linh nên là Linh mới thay bé đi rút được không bà cô chú các bạn. Thì nhờ có cái giấy ủy quyền đó nên là bữa nay Linh mới rút tiền được. Thì cái tổng cái số tiền mà Linh gửi là 65 triệu. Rồi từ cái ngày mà 8 tháng 6 năm 2022 tới bữa nay thì tiền lãi của bé là được thêm 3.190.000 nữa. Là tổng số tiền mà Linh nhận được là đây là 68.190.000. Đây thì Linh có nhờ ngân hàng nè nộp vô tài khoản của Linh luôn. Thì đây là số tài khoản của Linh nè, cái số tiền mà hồi nãy Linh nhận được nè. Đây thì nè, nội dung là nộp tiền Mã Thị Thiều nè. Là tổng cái số tiền mà Linh nhận được là 68.190.000. Thì một lát nữa là Linh sẽ chuyển cho chú Ba Hoàng để chú đem tới nhà bé để gửi cho bé. Thì do là bé của Linh cũng còn nhỏ, Linh không có về trực tiếp trao được. Thì Linh cũng xin phép là đọc lại cái số tiền mà Linh được nhận của Mạnh Thường Quân giúp bé ha. Thì chị Long Nguyễn là 100 đô nè. Chú luôn gửi qua PayPal là 200 đô thì Linh đổi ra được là 4.437.000. Người giấu tên họ Lý thì gửi 5 triệu. Rồi cô chú Sáu ở bên Úc thì có gửi là 30 triệu. Cô Liên ở Úc thì có gửi là 3.328.000. Bác Đặng Thị Sen thì 200 đô. Bác
Phạm Văn Sang là 100 đô, chị Diệp là 200 đô, chị Đức là 100 đô, cháu Phước An là 100 đô, cháu Phước Nhã là 100 đô, tổng là 800 đô. Nhân với tỷ giá là hồi đó là 237750 là được 19 triệu. Một cái chị giấu tên thì có gửi 1 triệu đồng, rồi anh chị Huỳnh Hồng Anh gửi 1.300.000, rồi anh giấu tên gửi 100 đô, 2.350.000, anh Trung Trương 200 đô thì đổi được là 4.460.000, cái này cũng gửi qua PayPal đó. Thì tổng cái số tiền mà Linh nhận được lúc đó là 70.876.000. Lúc đó thì Linh đưa bé đi khám á, thì lãnh thuốc là 700.000 nè, phí khám bệnh 113.000, thì còn lại á là 70.063.000. Thì hả, lấy cho bé là 5 triệu để bé về chích thuốc, rồi là còn số tiền còn lại là 65 triệu. Rồi trong cái thời gian đó, cái lần sau á, bé lên tái khám á thì là lúc đó là gửi cái cuốn sổ tiết kiệm là được 65 triệu. 65 triệu là cuốn sổ tiết kiệm hôm nay là Linh rút là thêm 3 triệu mấy tiền lãi nữa. Rồi cái lần sau bé lên tái khám á, thì cũng có một số khán giả ủng hộ thêm nè, khán giả giấu tên thì ủng hộ 200.000. Chị ở Canada thì ủng hộ là 1.811.000. Chú ba ủng hộ 200 đô là 4.700.000. Thì tổng cái đợt đó là 6.711.000. Thì Linh cũng đưa cái số lẻ này để cho bé về điều trị bệnh luôn. Chỉ có giữ cuốn sổ tiết kiệm là 65 triệu thôi. Thì bữa nay là đi rút ra ha, cái cuốn sổ tiết kiệm 65 triệu á, sau một cái thời gian gãi á, thì nó được thêm lãi là 3.190.000 nữa, là tổng số tiền của bé là được 68.190.000. Thì tại vì do bé bị bệnh lao á, nên là Linh cũng hỏi thăm gia đình á, thì gia đình nói là cũng chôn bé rồi. Thì để bây giờ đi điện về cho bà bé để hỏi thăm tình hình sao, rồi Linh sẽ bắt đầu gửi cái số tiền này về dưới luôn. Để Linh điện cho bà. Tại vì á, hoàn cảnh này á, thì cũng rất là neo đơn, bà cũng bị bệnh nữa. Cha mẹ bé thì bỏ bé hồi lúc nhỏ rồi, bé ở với bà á. Mà bà này cũng hả yếu, cũng bệnh không à. Bé thì ha, bị bệnh vậy á, là cũng cứ ra viện vô viện suốt luôn. Không liên lạc được. Ủa sao Linh điện không được ta? Để Linh điện cho bà hay để gửi cái số tiền về để cho chú bảo quản, chú đem vô gửi cho nhà. Rồi Linh điện không được rồi. Chắc máy bà hết pin hay gì? Để Linh điện cái số này là số dì Út của bà, dì Út của bé Thiều. Alo. Alo, ủa dì Út của bé Thiều phải không vậy? Phải rồi em. À, dì còn ở dưới nhà không? Chế mới về tới nhà, chế có không chị cứ về có thử nè. Vậy hả? Đám bé là lo liệu xong hết chưa chị? Chị lo rồi à, em ơi. Còn giặt tư đồ bé còn đang xây màu mã em ơi. Dạ. Bữa đám cái chi phí đủ không chị? Bữa đám thì chi phí thì cũng đủ đó. Bữa gì bữa ổng cậu bà Hoàng cũng đưa chị 10 triệu đó em. Dạ. Rồi cũng chi phí nói chung là... còn vật tư đó chi phí tự nhiên ta đi 2 mấy triệu, 27.900 như 28 triệu đi. Dạ em có nghe chú chị mua đồ đám thạch thà này nọ đó, cái ít chút lúc gì rồi mã rồi chọn gói thầy chùa với hòm gư hàng gương rồi đó, là cũng nói chung là cũng cái người ta đi đó là cũng còn lại ít đỉnh nhờ cưng. Dạ. Ủa sao cái số điện thoại của bà em điện không được, để em cho hai em gửi tiền về cho bà. Mà máy của má chứ giờ bà cục sạc giờ cùng bỏ ra mất tiêu rồi, chế kiếm cũng không gặp luôn, giờ luôn buôn chứ cũng không có kiếm nữa. Cần có ai cần chuyển vô cho tài khoản chế. Dạ tại em định chú ba kêu là em chuyển cho chú ba để chú ba đem vô á. Cũng được nữa. Dạ. Tôi chuyển cho em có thể còn như em. Dạ hồi bữa là mình gửi là 65 triệu, lúc mà em dẫn bé đi khám với có chị á. Bữa nay tiền lãi được thêm 3.190.000 nữa, là được 68.190.000. Là cái tiền đó là tiền lãi luôn á. Tiền gửi là 65 triệu, với tiền lãi thêm 3.190.000 nữa, là 68.190.000.
Rồi em trừ lại 10 triệu em cho mượn hồi bữa lúc mà bé mất á, thì còn là 58 triệu 190 ngàn. Ừ. Dạ. Giờ em chuyển cho cô ba đi, có gì cô ba đem nha. Dạ. Dạ, thì cái tiền đó là em chuyển về cũng định lo màu mã thêm cho bé ha. Ừ. Dạ. Tại em tính điện điện cho cô ba đi, cô ba chuyển về cô ba đem ra coi. Dạ dạ. Thì tại em tính điện cho bà hai để bà biết cái số tiền còn bao nhiêu á, thì cái số tiền này hồi bữa là em đi gửi là cũng có gì á. Dạ là còn 50 năm mấy? 58 triệu 190 ngàn. Hồi bữa là mình gửi là 65 triệu. Đúng rồi, mình gửi là 65 triệu. Lãi là được thêm 3 triệu 190 ngàn. Em cho mượn 10 triệu. Bây giờ em trừ lại 10 triệu đó thì còn 58 triệu 190 ngàn. Ừ. Dạ. Thì còn như em cứ chuyển đi, có gì điện cho chế rồi má chế. Giờ bá cũng như phụng rồi cũng ai. Giờ má chế ở với ai? Bà không biết cái gì đâu. Rồi giờ má chị ở với ai? Hả? Má chị giờ ở với ai? Có ai ở với má chị không? Bây giờ là nếu mà tình cảnh vậy là chế về tới lui về tôi cũng tìm cũng rồi chế về tới lui với á cơ. Dạ, là giờ cũng còn có ơn má chị hả? Ờ, còn ơn má chế rồi, còn thì má chế thì không có về đó, còn chế thì tới lui má, bởi vì chế là út dạ. Gái, út trai không ở thì út gái rồi, bà cũng có cũng nói rồi, bà cũng ở với chế rồi, chế thì đi lên xuống bị chế còn nhỏ trên này á. Dạ. Rồi hiện tại là giờ rồi còn với mà dì bảy gì đó. Dạ. Vậy giờ đâu có ai ở nhà với bà hả? Bây giờ anh em rồi xuống lại bằng mã ngồi với rồi chế sáng nay chế có một chuyện gấp rồi chế về tới cũng cần là chế mới xuống cơ này. Dạ dạ. Ừ. Dạ. Không có gì con chuyển cho cô ba đi. Dạ dạ, để em chuyển cho chú Ba Hoàng rồi chú đem vô. Hồi sáng chú có nói. Ừ. Dạ. Dạ. Chuyển cho cô ba đi. Rồi cái giấy chứng minh này em gửi về thì địa chỉ nào em gửi cho chú ba luôn hay là gửi về địa chỉ nào cho tới nhà luôn? Cưng gửi cưng gửi cho chú ba luôn đi, cưng chuyển về cho chú ba đem nhau luôn đi cưng. Dạ dạ. Dạ. Rồi vậy thôi nha chị, em điện em hỏi thăm, em tính điện bà mà máy điện không biết liên lạc được nên dạ. Là em có số chị em điện cho chị. Nói bà ngoại giờ là không có cuộc gặp rồi, bà cũng không có nhớ nhung vậy chứ giờ không biết bao giờ bỏ đâu nữa kìa. Dạ. Có gì cưng điện liên hệ cô ba cưng gửi giùm đi rồi chế chứng minh rồi đó cưng gửi giùm đi chế đi cho cô ba ha. Dạ. Rồi có gì á cưng gọi đi cho chị số điện thoại này là cưng gặp chị à. Dạ dạ. Ừ. Rồi vậy nha chị. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi em cảm ơn em chào chị. Rồi. Dạ. Giờ Linh chuyển tiền cho chú ba luôn. Điện cho bà mà sao điện không được. Máy bà bị mất cục sạc rồi. Để điện lại một lần nữa. Tại vì á có bé Thiều ở với bà mà bà cũng lớn tuổi rồi, bà cũng hả bệnh tật suốt à. Hồi đó Linh cũng có quay trường hợp bé Thiều lên á, bà cô chú mình cũng có biết rồi. Có mấy lần sau á không biết sao Linh quay cái giấy khám bệnh á thì nó lộ cái tên nè, cái số điện thoại, rồi nó đợi cái số giấy chứng minh á nó lộ thông tin nên là hả YouTube xóa mấy cái video đó rồi. Nên là ha mình chỉ còn coi lại được hình như là cái video mà Linh tới nhà, cái video nào mà Linh không có làm lộ cái thông tin, nó không có đưa cái thông tin lên á thì còn. Rồi điện bà không được, chắc Linh điện cho dì của bé vậy cũng được. Tại cái dì này á là mấy lần mà Linh đi khám bệnh cho bé Thiều á là cái dì này dẫn bé đi khám nè. Giờ Linh sẽ Linh điện cho chú ba để cho chú ba hay trước rồi Linh chuyển tiền. Chú ba cũng ha đi ra ngoài cũng đi tới đi lui, nhiều khi điện cũng không bắt máy nên để Linh điện thử ra coi được không. Tại chú cứ đi thăm người này thăm người kia, nhiều khi điện thoại bóng túi chứ không hay. Mà máy chú hết pin nữa. Linh điện chú ba không được, để điện chú Minh Tiến. Tại vì Linh là liên lạc với hai cái người này nè, chú Minh Tiến với chú ba là hai cái người mà cùng với Linh đi đến thăm bé Thiều, cùng với Linh kêu gọi để giúp đỡ cho bé Thiều á. Alo. Dạ chú, con chào chú. Ừ. Giờ này chú có ngủ chưa không? Trời ơi, đang chạy vô cái nước.
Dạ. Đi thăm hoàn cảnh khó khăn hay gì chú? Không có, bữa nay chú đi hôm rồi cho mấy đứa nó mượn tiền nó đi thăm đó. Dạ. Hôm nay sẵn rồi nó rủ vô uống cà phê rồi nó đưa. Dạ. Rồi đi luôn. Dạ. Dạ chú, sáng con mới đi rút tiền của bé Thiều xong nè chú. Cho chú hay. Con điện cho bà bé không được. Bà bé nào? Bà bé Thiều á, điện hoài không được. Điện cho chú hai rồi chắc con gửi tiền vô số tài khoản của chú hoặc là chú Ba Hoàng rồi chú đem vô dùm con. Chú với chú Ba Hoàng hai người đem vô dùm con. Gửi cho Ba Hoàng đi. Dạ. Ừ. Mà con điện chú ba không được. Dạ. Dạ. Hồi bữa ha, làm sổ tiết kiệm được 65 triệu chú. Rồi xong rồi tiền lãi được thêm 3 triệu 190 ngàn nữa là bữa nay được 68 triệu 190 ngàn. Dạ, rồi con trừ lại cái số tiền bữa 10 triệu con cho mượn. Dạ. Có tiền con cho mượn nha. Dạ. Rồi còn nhiêu đó thì chuyển về đi để cho chú ba mày đem mãi cho nó làm mồ mả rồi. Dạ, nghe nói đang làm mồ mả gì đó. Dạ. Tại vì người ta đi có 27 triệu à. Dạ. Mà đãi đàn ăn hết cũng như 2 bữa rưỡi. Dạ. Rồi mua hàng gương đồ nữa thì chắc dạ. Thiếu hụt dữ lắm. Dạ. Dạ. Rồi thôi vậy mình cũng cố gắng là giúp để làm tròn để cho nó ra đi thanh thản. Dạ. Cái số phận của nó phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Dạ. Nói chung chú cháu mình thì cố gắng dữ lắm rồi cũng giúp hết mức cuối cùng rồi chứ đâu phải là mình không quan tâm đâu. Dạ. Dạ. Rồi cho chú lời thăm hai chồng. Khỏe nha. Dạ con cảm ơn chú. Thằng cu nó thấy đỡ quá đi. Dạ em bé con gái. Lần nào tao thấy lần nào cũng lại cũng bấm bấm thích. Dạ. Thấy cưng. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ vậy con gửi cho chú ba luôn nha chú. Rồi. Dạ. Rồi có gì có dịp con về con qua thăm chú. Rồi bây giờ Linh sẽ chuyển 58 triệu 190 cho chú Ba Hoàng. Để chú đi rút và chú đem vô chú trao cho bà của bé Thiều để làm mồ mả. Rồi Linh chuyển xong thành công luôn nè ông bà cô chú các bạn. Linh chuyển 58 triệu 690 là Linh giúp thêm 500 để cho bé làm mồ mả. Đây là số tài khoản của chú Ba Hoàng. Rồi xong, lần trước Linh chuyển 10 triệu, nay cũng còn luôn. Này. Này là lần trước là Linh ứng trước để tiền làm đám tang cho bé Thiệu. Cũng gửi vô số tài khoản của chú luôn. Dạ thì Linh cũng cảm ơn quý ông bà cô chú các bạn, mình đã cố gắng giúp đỡ để cho bé có thể mổ tim để giành lại sự sống cho bé, nhưng mà không may là bé cũng bị lao phổi rất là nặng nên là bé cũng mất rồi ông bà cô chú các bạn. Thì ông bà cô chú các bạn cũng gán hết sức, cũng gửi tiền về để giúp cho bé thay tim nhưng mà không được. Thì Linh cũng cảm ơn ông bà cô chú các bạn rất là nhiều luôn. Thì nãy Linh cũng đọc cái danh sách mà ông bà cô chú các bạn mình đã ủng hộ cho bé. Thì bây giờ Linh đọc lại một lần nữa ha ông bà cô chú các bạn. Thì ở đây chị Long Nguyễn là gửi 100 đô, chú Hùng Lu là 200 đô qua PayPal, tổng số tiền là 4 triệu 437 ngàn, người họ Lý 5 triệu đồng,
cô chú Sáu ở Úc là ủng hộ 30 triệu đồng, cô Liên ở Úc rồi có ủng hộ là 3.328.000, bác Đặng Thị Sen là 200 đô, bác Phạm Văn Sang là 100 đô, chị Điệp là 200 đô, chị Đức là 100 đô, cháu Phước An là 100 đô, cháu Phước Nhã là 100 đô, là tổng là gia đình của bác Đặng Thị Sen là 800 đô, nhân cho 23.23700 thì được 19 triệu. Chị giấu tên là 1 triệu đồng, anh chị Huỳnh Hồng ở Anh là 1.300.000, anh giấu tên là 100 đô là 2.350.000, anh Trung Trương là 200 đô qua PayPal là 4.460.000. Tổng cái số tiền mà mình nhận được là 70.876.000. Lúc đó là đi khám là tiền thuốc 700.000, phí khám là 113.000, thì còn lại là 70.063.000. Thì mình gửi tiết kiệm được 65 triệu, rồi Linh gửi lại cho bé là 5 triệu để đi về để thuốc thang chích thuốc á, rồi lần sau á là bé lên tái khám nữa là cũng được khán giả ủng hộ, là khán giả giấu tên là 200.000 nè, chị ở Canada là 1.811.000, rồi chú ba ở Mỹ thì 200 đô là 4.700.000, thì tổng cái lần sau là 6.711.000. Thì lúc đó là bé lên khám thì Linh cũng đưa hết cái số tiền này cho bé để bé điều trị thuốc thang ở nhà, thì mỗi ngày là bé phải đi chích á. Ở dưới quê thì hay chích thuốc lắm, nên là cái thời gian sau á là Linh cũng có đưa hết cái số tiền này cho bé, chỉ có là giữ lại cuốn sổ tiết kiệm 65 triệu để cho bé mổ thôi. Nhưng mà sau một cái thời gian thì bé không có chống lại cái bệnh tật á, tại cái bệnh lao phổi của bé nó nặng quá mọi cô chú các bạn. Thì bây giờ bé cũng mất rồi. Thì ông bà cô chú các bạn cũng giúp bé tới đây, thì Linh cũng xin thay mặt gia đình bé là gửi lời cảm ơn tới quý ông bà cô chú các bạn gần xa mình đã chung tay giúp đỡ cho bé. Thì Linh cũng cảm ơn ông bà cô chú các bạn rất là nhiều luôn. Thì bây giờ là Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại ông bà cô chú các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.